Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị gặp nhiều vạn sự may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, chuẩn bị bước sang năm mới 2023 Quý Mão, ai cũng tò mò không biết trong năm nay số phận của mình như thế nào, đặc biệt là với các gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Xin hé lộ với quý vị một chút, do cục diện hợp thái tuế nên trong năm nay quý vị là một trong những con giáp cực kỳ may mắn và thành công về công việc cũng như sự nghiệp và gia đạo. Sự thành công của quý vị khiến cho nhiều con giáp khác phải ghen tị nhưng cũng không kém phần kính nể và tôn trọng. Trước đây đôi khi cuộc sống của quý vị gặp phải nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng từ nay trở đi không cần phải lo nữa. Do cục diện hợp thái tuế nên trong năm 2023, quý vị sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, nên mọi việc đều được hanh thông, thuận lợi. Không những vậy, cũng nhờ vào sự phấn đấu của bản thân trong bao nhiêu năm, nên sự thành công đó càng được củng cố vững vàng hơn. Quá tuyệt vời phải không ạ? May mắn không dễ dàng có được với người khác, nhưng với gia chủ tuổi Đinh Hợi thì nó chỉ là vấn đề nhỏ trong năm nay. Vậy nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có tuyệt vời này nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi video phân tích về tử vi tuổi Đinh Hợi 1947 năm 2023. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mạng trong năm 2023. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 có mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, rất ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ và xa lánh. Nam mạng Đinh Hợi hay tỏ ra mình là người ham của cải, vật chất hay chỉ trích, đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy nên thời trẻ nhiều fan rơi vào bế tắc, hỗn đốn. Họ khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ những người khác, trong công việc có trách nhiệm cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Vào năm Quý Mão, vận trình tuổi Đinh Hợi ổn định, tuy không đến mức quá cắt lợi nhưng cũng không quá xấu. Ở độ tuổi này, bản mệnh yên tâm an hưởng tuổi già, không phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề tài chính hay con cái. Gia đạo an yên, bản mệnh được con cháu quan tâm và chăm sóc. Tuy nhiên, vì cô thần hung tinh ảnh hưởng, đôi lúc mệnh chủ cảm thấy cô đơn, buồn tủi nhưng không có ai hiểu mình, rất cần người bạn đời chia sẻ. Nhưng trường hợp không còn bạn đời, con cháu nên khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp để chia sẻ, bầu bạn nhiều hơn, tinh thần sẽ phấn chấn trở lại. Về sức khỏe, cần chú ý đề phòng các chứng bệnh về thần kinh như căng thẳng, mất trí nhớ lúc quên, lúc mất ngủ. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao Thái Dương, vận hạn Toán Tận. Hạn tam tai năm 2023 Quý Mão, gia chủ Đinh Hợi nam mạng không phạm tam tai. Hạn hoang ốc không phạm hạn hoang ốc, kim lâu không phạm kim lâu. Về địa chi, Mão và Hợi trong bộ tam hợp Hợi Mão Mùi sẽ tạo thành mối quan hệ hài hòa. Năm nay gia chủ như gặp được thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái được thành quả rực rỡ. Xét về mối quan hệ thiên can đinh âm hòa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm, những gia chủ Đinh Hợi nam mạng sẽ dễ có được tài lực hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Đinh Tỵ, tháng Tư âm lịch, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2023. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Đinh Hợi nam mạng. Vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Đinh Hợi 77 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương chính là mặt trời, thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhiều vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch và 2 tháng đại cát. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 giờ đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng. Vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đăng viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử, tinh quân giáng trần. Chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, trầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải là màu vàng. Trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào. Chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có sao này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách. Cụ thể nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu, như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh, để tăng gấp đôi, gấp 3 hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc, ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc Myanmar. Gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947, nam mạng năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý. Vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây xát nguy hiểm đến tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn, bởi năm nay gặp đại hạn toán tận không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Song đó, gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu an và may mắn. Luận tử vi Đinh Hợi sinh năm 1947, nam mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân năm đầu, năm gia chủ sinh năm Đinh Hợi, nam mạng có tin vui đưa tới trong nội tộc họ hàng hoặc anh em bạn bè. Tháng 2, có dấu hiệu không may về sức khỏe, gia chủ nên chú ý. Tháng 3, tháng này tiền bạc của gia chủ có sự hao tán nhiều hoặc xuất hành đi tham quan lễ lạc tới những nơi linh thiêng. Tháng 4, gia chủ nên chú ý về lời ăn tiếng nói trong tháng này hoặc mối quan hệ với những người xung quanh cần lưu ý, bởi có thể tính cách không hợp với nhiều người. Tháng 5, việc làm của con cháu suôn sẻ, đạt được những thành quả nhất định. Tháng 6, gia chủ chú ý sức khỏe không được tốt, dễ bị ốm đau hay bệnh tật. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ không được tốt, bên cạnh đó công việc xuất hành di chuyển đi xa đều bất lợi. Tháng 8, đây là tháng mọi công việc làm ăn của thành viên trong gia đạo không được tốt, ngoài ra khi di chuyển miền sống nước cần chú ý. Tháng 9, trong tháng này tiền bạc của quý bạn có sự hao tán nhiều, bên cạnh đó chú ý di chuyển xe cộ, cẩn thận hoặc có tì vết ở tay chân. Tháng 10, chú ý có tiểu nhân quấy phá, châm chọc, ảnh hưởng đến tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tháng 11, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt, tránh di chuyển xa. Tháng 12, tháng này tiền bạc có sự tiêu pha, hao tán nhiều. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, hầu hết những người tuổi Đinh Hợi ở tuổi này đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp nữa. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì đây không phải là một năm may mắn. Gia chủ có thể tham gia vào các dự án bất động sản hoặc hùn hạp vốn làm ăn với người quen, nhưng điều không đem lại lợi nhuận như mong muốn. Cẩn thận kẻo tiền mất tật mang. Về tài lộc, Không ít người sẽ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản lớn vì anh em, bạn bè hoặc đổ nhiều tiền như đầu tư hơn vào các dự án bất động sản nhưng chưa thu hoạch được thành quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả đó đã kéo dài quá lâu, gia chủ nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy, kẻo bị lừa lọc, lợi dụng. Về sức khỏe, năm Quý Mão 2023, bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan, cần thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp với việc làm và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mạng. Về tình cảm, gia đạo, xem tử vi Đinh Hợi sinh năm 1947, các mối quan hệ gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định và hài hòa. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng có một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong năm. Đến độ tuổi này, tình yêu và các mối quan hệ không còn quá quan trọng với gia chủ nữa, nhưng cũng là chút an ủi, niềm vui có người bầu bạn khi tuổi già. Trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể trở nên khó chịu, nóng nảy, nhưng nhìn chung tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi trong tuổi Đinh Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận mệnh của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.